Vâng, xin chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Võ Lâm 2. Vâng, đang buồn để đi dạo này các bạn này. Đang đi lạo dạo. Vâng, hôm nay thì không đi tàng kiếm nữa các bạn ạ. Hôm nay thì tạm thời nghỉ. Vâng, qua trong quá trình đi nhiều quá là mệt rồi. Hôm nay nghỉ. Vâng, tiện thể thì Long sẽ lên trang chủ Võ Lâm 2 xem có sự kiện gì không, tin tức gì không. Vâng, nghe nói là server sắp mới ra. Vâng, server rất là ngon. Và cái server này đặc biệt, ưu điểm của cái server này đó là không có tái sinh 5 và tái sinh 6 các bạn. Chỉ có tái sinh 7 trở lên thôi. Và không biết là dạo này Vinagame làm ăn kiểu gì cho anh em tăng tái sinh 7 trở lên rất là vui. Vâng, chúng ta cùng lên trang web luôn tham khảo. Ok, mình đã ở đây trang web rồi. Cốc cốc và vào từ khóa ngay Võ Lâm 2. Rồi, ok, để chúng ta xem có sự kiện tin tức gì nào. Rồi đây rồi, đây rồi. Đây là một trang chủ chính của Võ Lâm 2. Vâng, rất là nhiều tin tức. Ví dụ tin tức đây từ 1, 2, 3, 4 này. Thì đấy, bang hội tinh anh này. Đấy, máy chủ Cuồng Long. Vâng, chúng ta tham khảo nha. Vâng, máy chủ Cuồng Long từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 thì nó còn xem nay có 30 hay 31 này xem nào. Vâng, hôm nay thì vâng có cả 31, có nghĩa là 1 2 3 4 5 6, chỉ còn 6 ngày nữa thôi. 6 ngày nữa. Vâng, là xem Cuồng Long vâng sẽ xuất hiện trên giang hồ và nó làm trỗi dậy của rất là nhiều anh em chơi Võ Lâm. Cũng như là một số bạn chơi ở server cũ rồi lại máu nhảy sang server mới. Vâng, ví dụ như Long này, Long cũng phải nhảy sang một ác, Long nghịch nghịch tí cho nó vui. Không biết là nghịch ác nào đây, đang trong quá trình này, đang suy nghĩ các bạn cũng chưa biết chơi phái gì. Có lẽ là Long sẽ tạo một NPC ở bên này để dạo dạo cho nó vui. Vâng, server máy chủ mới, gọi là máy chủ mới đi, mình cứ hay gọi quên là server máy chủ mới Cuồng Long. Nó có rất là nhiều cái ưu điểm luôn, đó là không có tay đây. Hôm trước có một hôm trước ở đây nó viết sai này, hôm nay nó lại chỉnh sửa này. Đấy các bạn này, hôm nọ Long làm video thấy chỗ này nó viết nó điền sai, giờ nó chỉnh sửa rồi, có nghĩa là năm 2018 ấy. Vâng, có bạn comment dưới thì Long cũng thấy nó viết sai thật, nhưng không sao kệ bố nó, có miễn là 6 ngày nữa thì nó ra rồi. Và cái server này hỗ trợ chúng ta tái sinh 7 luôn các bạn này. Đấy, đặc điểm là không có tái sinh 5, tái sinh 6, chỉ có tái sinh 7 trở lên. Đấy các bạn này, tái sinh 7, tái sinh 8, tái sinh 9, tái sinh 10, rất là hay. Và tại sao này nó lại tăng cấp như thế, nhanh như thế? Bởi vì là cái server này ra sau mà các bạn, nó hỗ trợ cho các bạn mới chơi để cho đuổi kịp với các bạn ở server khác rất là nhiều. Vâng, vào điều kiện để chúng ta tái sinh 7 thì các bạn cũng biết rồi đấy, nó có dòng đây này đấy. Cấp 73, 3k danh vọng, 4k sư môn, 50k điểm công trạng. Chú ý, nếu nhân vật đã đạt chuyển sinh 7 trở lên rồi thì sẽ không nhận được phần thưởng. Vâng, server mới lấy móc đâu ra mà tái sinh 7 cấp 7 mới được. Vâng, các bạn phải lưu ý nhá. Các bạn đạt mốc nào chúng ta phải nhận ngay mốc đấy để chúng ta đỡ mất phần thưởng. Và làm sao để có cái này thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta có thể là ăn Eleven này, lấy danh vọng sư môn này. Và ăn cái đấy thì rất lâu, cũng tốn kém. Mà nạp xu vào thì cũng chết 3k xu các bạn. Đây. Đấy. Chúng ta phải, nếu bạn là muốn tái sinh ngay chơi rất cấp tốc và 1 phút ăn liền thì chúng ta mua cái củ này. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, 300.000 Cửu Thiên Vô Cực Đơn. Cửu Thiên Vô Cực Đơn các bạn nhìn rõ nha. 300.000 thì nó cho chúng ta thăng một phát cấp 73, 3k danh vọng, 4k sư môn và 50k điểm công trạng. Thì lúc đó thì chúng ta tái sinh luôn. Đấy, rất là đơn giản. Có tiền là đơn giản ngay các bạn. Cứ có tiền là có tuốt.
Sau đó thì chúng ta tăng lên cấp 7, tài chính 7, cấp 90. Một nón hào hiệp vô hạn này. Và đặc điểm của server này thì nó cho chúng ta bộ này rất là ngon. Có nghĩa là nó cũng phải là một em mà để bên server này mới được. Nga Mi Kiếm này hoặc là Thúy Yên này để sau này thích thì mình chơi. Đấy. Nón áo quần có hết. Và một cái bộ vũ khí chiến cuồng nữa. Một bộ chiến cuồng nhưng mà cái nón hào hiệp này nó chỉ cho đến nón áo quần thôi, nó không cho vũ khí. Vì thế mà chúng ta kết hợp với cái vũ khí của chiến cuồng là chúng ta có thể đam quái rồi. Và tái sinh 7 này thì chúng ta có thể đi thái hư được rồi. Đi các phó bản. Ví dụ như là phó bản quan trọng nhất nó đòi tái sinh 7 trở lên. Đó là cái gì ở bên Thành Đô nhỉ? Vạn Kiếm Đăng này các bạn. Tái sinh 7 thì mới đi được. Thì nó hỗ trợ cho anh em một phát đi được luôn. Còn các phó bản khác thì nó đòi yêu cầu thấp hơn. Chỉ cần cấp 80 là ok. Đấy, sau đó có một cặp nhẫn này. Nếu các bạn mà chưa có nhẫn linh đồ ngon thì nó sẽ cấp tặng cho bạn một cặp nhẫn vinh dự 7%. Và cái này dùng tạm thôi nhé. Nó cũng không được ngon lắm nhưng dùng tạm. Có còn hơn không. Và kim xà âm chế. Cái này bộ kim xà 3 anh em ạ. Một lăng ba phi bộ. Đấy, đặc điểm là và một dàn văn sức cấp 1 có đủ 5 5 cái này. Đầu này, áo này, nhẫn này, ngọc bội này. Đấy, có đầy đủ. Nhưng mà mở ra là hên xui. Chúng ta không được lựa chọn. Có nghĩa là ví dụ phái lội thì có khả năng là ra kể cả thân pháp và nói chung là nó hên xui. Gọi là hỗ trợ cho ban đầu cho các bạn đi phó bản cho nó khỏe thôi. Đấy, cũng rất là ngon đúng không ạ? Chúng ta vào game phát thì là bạn nào muốn chơi phát thì mua ngay củ kia. Là chúng ta sẽ đặt phát tài sinh 7 cấp 90 luôn và nhận được hào hiệp này thì các bạn có thể là BK là ok rồi, BK với các bạn bè là ok. Đấy, rất là đơn giản. Còn bạn nào mà không có tiền, không muốn bỏ tiền thì các bạn chịu khó cày lâu thì các bạn thấp nhất thì là các bạn cũng phải lên lên cấp 80. Làm sao cho mình lên cấp 80, sau đó thì các bạn làm gì nữa nhỉ? Long nghĩ là ví dụ các bạn phải lên cấp 80 nhá. Sau đó để làm gì mà được nhờ các bạn nhỉ? Sau đó thì các bạn đến đây. Để Long xem đã. Vâng à, các bạn. Đấy, bạn nào không muốn đi thì không muốn bỏ tiền ra thì các bạn ngồi đây để treo 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 ác. Có nghĩa là một số VIP họ cho đi chẳng hạn thì chúng ta sẽ được điểm danh vọng và sư môn. Điểm quán công này thì thích rất là đơn giản thôi. Chúng ta đi chiến trường. Nếu mà cấp thấp chúng ta không đi chiến trường chính được thì chúng ta đi chiến trường phụ. Chiến trường phụ ở đây thì không biết là có chiến trường nào không nhỉ? Vâng, ở chiến trường phụ à. Hình như là ở đây chúng ta đi đi chiến trường đi chiến trường này ở đâu nhỉ? Ở Thành Đô này. Nhưng mà chiến trường này là chiến trường gì nhỉ? Đã quên rồi. Thiên Môn Trận à, đi Thiên Môn Trận các bạn. Ngày xưa là Long đi được, không à bây giờ là không biết là cấp bao nhiêu, nó giới hạn cấp bao nhiêu rồi. Vâng, đây là các VIP đang chuẩn bị đi Thái Hư này. Không biết là có Thiên Nữ Quyền chưa? Mình vào quẩy một tí cho nó vui nhỉ. Chắc có Thiên Quyền đây rồi. Triệu Tử Long. Đây có Thiên Nữ Quyền khác rồi. Thôi thế mình không được đi đâu. Vâng, chúng ta trở lại với cái máy chủ bằng Cuồng Long. Rất là nhiều đồ VIP các bạn. Đấy nhá các bạn nhá. Tài sinh 7 này. Đấy các bạn nhá. Tài sinh 7 rất là dễ. Vâng, dễ với người có tiền mà khó với người không có tiền. Và không có tiền thì chúng ta vào game thì chúng ta cũng bỏ ra một chút ít để trồng cây cho lên nhanh hoặc là đi cày cuốc đi bộ. Chúng ta cũng làm nhiệm vụ gia nhập môn phái này sau rồi chúng ta đi xin xỏ bình thường. Đi xin xỏ ví dụ anh ơi cho em ít vàng, chúng ta có thể mua cây hạt giống nhỏ chúng ta trồng. Rồi chúng ta đi xin đi thái hư hoặc là làm nhiệm vụ danh vọng sư môn. Nhưng mà phải chịu khó các bạn. Phải chịu khó thì có
không muốn bỏ tiền ra thì chúng ta phải khó làm thôi, cũng chả ai cho cả. Chúng ta làm nhiệm vụ sư môn này, nhiệm vụ và làm điểm danh vọng này, vâng, rất là nhiều. Hoặc là chúng ta ăn Eleven này, vâng, rất là nhiều các bạn. Quan trọng là có tiền hay là không thôi. Vâng, sau khi mà chúng ta đạt chiến sĩ 7 cấp 95 này, à chiến sĩ 7 cấp 90, chúng ta cày lên 5 cấp nữa để chúng ta lên chiến sĩ 8 cấp 90. Vâng, rất là nhanh. Vâng, 90 lên 95 thì đối với tôi sinh 7 nó cũng nhanh thôi. Đấy, thần thượng này. Một bộ yếu quyết theo hệ phái này. Đấy. Ôi. Không bao gồm các yếu quyết cao cấp. Có nghĩa là không phải yếu quyết cao cấp, yếu quyết bình thường thôi. Lăng ba vi bộ toàn tập này. Vâng, các bạn cố gắng đến đạt mức này nhé. Lăng ba luyện không xịt. Vâng, bảo đảm không xịt luôn. Đấy, từ tài sinh 8 đấy, cấp 95 này chúng ta lại tiếp tục lên 90. Đấy, nó hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Từ 90 đến 95 đối với tài sinh 8 ấy. Thì cũng nhanh thôi. Đi Thái Hư, đi TLT, Thái Nhất Tháp Anh Hùng ấy, thì các bạn có ngay thôi. Và điểm 6k danh vọng, 6k sư môn, cái này nè, nếu mà chúng ta cày được đến tầm này rồi thì hai điểm này nó nghĩ là không quan trọng gì cả, thì chắc chắn là chúng ta đã được và chúng ta sẽ lên 90 luôn. 99 này rất là ngon. Đây, cái này mới khó khăn này các bạn ạ. Từ tái sinh 9 cấp 90 lên tái sinh 7 cấp 9 lên cấp 97, ôi nó khó vãi nha. Nên cấp 94 chúng ta còn ngoi ngóc được, còn cấp 97 thì cày kinh nghiệm rất là nhiều và mệt mỏi. Nếu không có tiền thì chắc là chịu chết thôi. Không ăn Eleven thì cũng chịu chết. Đi phó bản thì chúng ta giỏi lắm này, cày này 93, 94, 95 là cùng, còn hai cấp nữa thì rất là tốn nhiều kinh nghiệm và rất là khó. Và nó còn đòi hỏi chúng ta này, đi hoa ba phục sinh đơn, bỏ mẹ. Một cái cày một cái sự kiện này nó cho một cái phục sinh đơn, nên móc đâu ra ba cái cục. Và xem nó cho cái phục sinh đơn nào. Vâng, chắc chắn là lại không có rồi. Nó lại bắt, hình như nó có một cái nó cùng thôi. Nó lại bắt chúng ta mua trên ngữ cao thì đốt tiền. Đây, đây là có cả trứng bán ngọc này. Mật tịch siêu cấp 20% này. 60 hồi tiền đơn này. Đấy. À, hồi tiền đơn để lên cấp ấy thì các bạn không lo, vì nó cho hết rồi. Vâng, đây là nó cho một cái phục sinh đơn này các bạn ạ. Đấy. Cũng rất là mệt. Vâng, chơi này thì các bạn phải đầu tư tiền một ít thì nó mới có. Đây. Và đặc biệt là ở cái này thì nó cho các bạn một cái pack kỳ này. Cái này mở ra được một cái pack này. Được cái tư chất là là 99 cấp 93. Một hắc bất kỳ. Vâng, nếu mà sang bên này cày thì cũng mệt đấy. Và đặc biệt bộ này mới ngon. Văn sức hoàn mỹ cấp 3. Mất thẻ chúng ta phải tiêu hao 15 cái này và 15 cái này. Thiên môn kim lệnh và thiên cang lệnh. Vâng, cái này thì chúng ta phải tích góp dần thôi. À, những cái thế đây này, ở sự kiện này nó cũng cho hai cái này các bạn này. Đâu nhỉ, đâu nhỉ, biết đâu rồi. Vừa thấy đây, đâu đây kìa. Đây đấy, thiên cang lệnh và thiên môn kim lệnh cho một đứa con cái. Và những cái này không biết là khóa không? Long nghĩ là không khóa nha. Và các bạn có thể tích góp tiền vàng hoặc là xu để mua những của những cái thằng mà nó không đủ để cày ấy, thì nó sẽ bán, chắc chắn là nó sẽ bán. Vâng, đặc biệt là của cái server này có huy chương kim sàn 5 này, cộng 9 này các bạn, rất là ngon, cộng cho chúng ta cộng 9 này, cộng 9 là ok rồi.
và chúng ta phải nhớ đặt nhận theo mốc này. Và sinh 8 cấp 92 là chúng ta đã có một em rồi, còn một có thêm nơi môn kim lệnh đấy, rất là nhiều. Và đòi hỏi chúng ta phải tiêu hao 2 cao su để tiêu hao 2 cao su vật phẩm. Vật phẩm này chúng ta mua ở ngự cát đầy hoặc là mua của người khác họ bán. Long Hoa xem đây, một bộ áo kim xà này, áo choàng kim xà này, đây là huy chương kim xà này, và đến đâu nữa nhỉ, và giày kim xà này. Nói chung là bộ cộng 9. Và mở bộ này thì chúng ta phải kim xà 5 các bạn, kim xà 5 thì chúng ta mở mất 60k vàng, gọi là lọ lòng phép rồi, có 58k vàng một cái thôi, có nghĩa là chúng ta nó phải tương đương với gần 3 triệu các bạn, gần 3 triệu vãi tè. Đấy, các bạn nhớ nhá, thấy chưa, rất là nhiều luôn. Đây, chỉ cần tài sinh 7 cấp 90 là chúng ta đã có một bộ kim xà 4 cộng 7 này. Đấy, một bộ kim xà 4 cộng 7 lựa chọn. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn thoải mái. Và có hai phiên tinh thạch này. Đấy, 7 ngày. Đá quý này rất là nhiều, nó hỗ trợ cho chúng ta ép luôn. Đấy, có nghĩa là Long sẽ phải làm một em ở bên này để đi dạo loanh quanh cho nó vui. Đây, nó cho một phục sinh đơn này. À, đây một cái nữa, đây nó cho chúng ta một cái nữa là hai phục sinh đơn, đây cái nữa là ba phục sinh đơn. Đấy, khóa hết các bạn xem còn cái nào hết. Thế thì là vừa tròn, à thế thì là nó vừa tròn để phục sinh đơn để lên rồi. Đây, nó hỗ trợ cho cái này đấy, nó chúng ta cày xong nó hỗ trợ cho chúng ta này. Các bạn nhá, tiêu hao ba phục sinh đơn có nghĩa là nó để chuyển sinh 10 ấy, thì nó cũng hỗ trợ cho chúng ta rồi. Vâng, bao giờ chuyển sinh 10 thì không quan trọng, quan trọng là mình làm sao mà có cái bộ này các bạn này, bộ Thành Long Tướng Quân hay Thăng Long Soái. Thành Long Tướng Quân thì vậy, rất là ngon. Vâng, hôm nay lên lạng dạo xem cho đỡ buồn đấy các bạn. Một trang bị Hỏa Phụng Tướng, Hỏa Phụng Tướng Quân cộng 13, Hỏa Phụng Tướng Quân cộng 0. Vâng, một thằng cộng hạng 2 và hạng 3 đều. Đây, hạng 3 hạng kinh được hạng 1 này các bạn, rất là. Đấy, các bạn nào chơi thì các bạn có thể chơi tốt. Đấy, đua tốt bang hội này các bạn này. Đấy, nhân sĩ có thể đối thoại với LBC Cuồng Long để tham gia đua tốt bang hội, và nhân sĩ có thể đóng góp điểm cống hiến bang hội theo những công thức sau đây. Đây là 1 triệu, 10 triệu và 100 triệu. Chà, 100 triệu với kinh nghiệm. Vâng, rất là nhiều phần thưởng quý giá. Vâng, đua top bang hội này các bạn này. Vâng, server mới mở chủ yếu là dành cho các VIP và đua top để với nhau để nhận những cái đồ phần thưởng quý giá nhất trong game, như bộ Thành Long Tướng Quân. Và cách để nhận thưởng như nào thì nó cũng hướng dẫn rồi. Đăng ký nhận thưởng đua top, chúng ta có thể đăng ký các bạn, đăng ký đến LBC đăng ký đây này, đăng ký đua top bang hội từ ngày đấy, đua top bang đấy, trao thưởng đua top này, phải hết 2 tháng nó mới trao thưởng cả.
trao thưởng đua tốt bang hội từ đấy. Tất cả nhân sĩ hành tẩu trên máy chủ tại máy chủ Cuồng Long. Nó có tí có LBC đăng ký các bạn rất là nhiều. Và bang nào mà đua tốt được và giá trị thấp nhất thì nó cũng phải có tiêu hao rất là nhiều, và thấp nhất là 15 triệu các bạn. 15 triệu. Đây các bạn này, nhìn này, nhìn đây là biết ngay là 15 triệu này. Các bang hội có điểm cống hiến trên 150.000 điểm cống hiến bang hội thì chúng ta mới đạt vào cái mốc. Đây gọi là cái mốc thấp nhất, để giới hạn thấp nhất để nhận được phần thưởng. Đấy, chứ không phải là được phần thưởng ngay đâu các bạn, đừng có mơ. Có nhiều bang nó nộp trên cả 150 điểm, rất là nhiều. Nhưng mà cái mốc của nó để nhận thưởng được đó là phải trên 150 điểm. Chúng ta cứ gọi là bằng 150 điểm trở lên thì nó mới nhận được thưởng đua top bang hội. Và không biết là chúng ta giải gì cơ. Đấy, nó có top 1, top 2, top 3. Nó lại sinh ra top 4, top 5 nữa thì rất là nhiều. Và làm sao để chúng ta có điểm đua top bang hội, đó là cứ 1 triệu kinh nghiệm có một điểm được, có một điểm cống hiến bang hội thì chúng ta phải tiêu hao 1 triệu kinh nghiệm và một vật phẩm xu. Một vật phẩm xu thì nó tương đương với ở chỗ này là 15 triệu các bạn. Phải 15 triệu nhỉ? Mình hoa mắt tính nhầm hay sao ấy chứ. Vãi tè, 15 triệu. Đấy, 100 xu chúng ta mới được 100 điểm cống hiến bang hội. Đấy. Mà nhân lên số này các bạn ơi, úi giời ơi. Nó phải rơi thấp nhất là 15 triệu. Đấy, bạn nào muốn cày top bang hội thì đi cày đi. Và nó chỉ 15 triệu. Đấy là so với hạng thấp nhất. Còn nhiều người VIP họ, ví dụ họ còn lên rất là nhiều. Có khả năng là lên trên khoảng 170 hoặc là 200 điểm bang hội. Nói chung là chúng ta muốn đua top chúng ta phải bỏ ra thấp nhất 15 triệu. Mà nếu không đạt được thì toi 15 triệu và rất là khó. Và cái này thì cũng chắc rất đơn giản thôi. Bởi vì là một cái server nó rất là nhiều bang và không phải bang nào cũng cống hiến làm được. Trong một cái bang, ví dụ bang này này, bang ví dụ bang của Long này đạt 150 điểm, 150.000 này, nói chung là đạt được mốc rồi, thì đây là dành cho bang chủ này các bạn này, đấy, bang chủ nha, đây là top hạng 1, các thành viên thì các thành viên được hưởng lợi theo sau này đây, nó chả được đáng bao nhiêu các bạn, hiệp nghĩa chứng khoán nó chả đáng bao nhiêu. Cũng chả đáng bao nhiêu cả, thú cưỡi hồ hỏa vĩnh viễn, cái này thì cũng chả đây làm gì, con thú cưỡi quỷ bắp này, đặc biệt là dành cho bang chủ cơ các bạn, đây bang chủ báo đen báo bảo này đấy, vĩnh viễn. Và trong một cái server nó có chỉ chúng ta chỉ nhận được bằng máy mốc thôi nha, không có hạng 3, hạng 4, hạng 5 nhỉ. Nếu mà nó có hạng 3, hạng 4, hạng 5 Long sẽ đua top ngay, nhưng mà cả server này nó có 3 hạng, hạng thứ nhất hạng 1, đấy, hạng thứ hai là đây hạng 3 đây. Đấy. Hạng 3 cũng ngon đấy. Trang bị hỏa phụng tướng quân đấy. Và hỏa phụng tướng quân bây giờ chắc là chỉ có phi shop thôi. Giờ ẩm huyết nó còn ngon hơn đấy nhỉ. Tao nghĩ là ẩm huyết nó ngang với đồ hỏa phụng tướng quân ấy. Thậm chí là còn hơn đam hơn. Đấy, bạn này hạng 2 thì mai chăng còn được cộng 13. Vâng, đua top cả một cái server mà 5-6 bang đua với nhau. Vâng, nếu mà trượt khoảng 2 bang đi thì không biết là lột vào đấy mà không nhận được thì cũng gay go to đấy. Chúng ta phải xác định, cày ngay từ đầu các bạn, cày ngay từ đầu và xác định có đủ tiền hay không. Khi chúng ta mà đang đua này thì không có tiền đua nữa thì chúng ta vứt đi cái số kia đi thì rất là phí. Ví dụ như là nó, ví dụ chúng ta cứ đặt mốc trên này, này bao giờ nhận được điểm ấy, thì cũng nhận được thì Long đua ngay đấy, đi bán con trâu, bán con bò đi để đấy các bạn. Đây, các bang hội có điểm cống hiến trên, cái trên nhé các bạn nhé, bằng được, ý nói là nó phải bằng mốc này trở lên thì chúng ta mới bắt đầu vào nhận thưởng được. Mà nó chỉ có hai hạng này, mình có thắc mắc là không biết là ví dụ có bốn bang nó ở trên nữa đi, nó cao hơn mình đạt được mốc này thì mình có nhận được thưởng hay không? Đấy, đang thắc mắc ở đấy. Vâng, bỏ ra khoảng 15 triệu mà không đua top nổi cái chỗ này thì toi. Cái này thì mình cũng chưa đua top bao giờ, mình cũng chịu. Vâng, tóm lại cái server mới ra này thì toàn tái sinh 7 trở lên thôi, tái sinh 7 cấp 90.
đó là thấp nhất, các nhân vật thấp nhất trong game cho hệ tài sinh. Đấy các bạn nhé. Thôi thôi chả chơi nữa. Vâng, cảm ơn các bạn nhé. Lên chủ yếu là vào ngắm máy chủ Cuồng Long mới ra xem nó như nào cho nó vip, cho nó hay thôi. Cũng mình cũng tạo một hai ác để đi phó bản tàng kiếm thôi. Thôi, chúc các bạn chơi game vui vẻ nhé. Bạn nào có tiền thì nhớ cày top đua top nha, đua top bang hội nha, đua vip nha. Cái này nó còn cả đua top nhận thưởng, đó là đua top bang hội này, đua top cá nhân này, rất là nhiều. Vâng, Long sẽ xin up video đến đây. Vâng, chúc các bạn xem video vui vẻ và nhớ like đăng ký kênh để chúng ta còn gặp nhau trong các video clip tiếp theo.